Xin chào mọi người, chào mừng mọi người đến với kênh YouTube của Quang Vacuum. Ngay cạnh mình đây là một trong những sản phẩm mới nhất của Ecovac, Divox T30S Pro. Để sử dụng con robot của mình được ổn định và thông minh nhất, hôm nay mình sẽ cùng với mọi người kết nối em robot này với app Ecovac Home để cùng kích hoạt những tính năng ẩn nhé. Đầu tiên, để sử dụng và kết nối được robot T30S Pro với app Ecovac Home, chúng ta sẽ truy cập vào Google Play hoặc là App Store để tải app Ecovac Home. Quá trình tải thì có thể sẽ hơi mất thời gian một chút. Trong quá trình đợi thì mọi người có thể là cắm sạc cho robot của mình để mà chuẩn bị cho những công việc. Đây, app đã sẵn sàng rồi. Bây giờ chúng ta sẽ cùng ấn mở app này. App Ecovac khi mà mọi người mới tải về thì nó sẽ yêu cầu cấp quyền cho app. Như mình ở đây là đang thông báo là cho phép theo dõi hoạt động của mình hay không. Thì cái này cũng hơi riêng tư một chút nên là mình sẽ yêu cầu ứng dụng không theo dõi nhé. Ở đây thì Ecovac Home muốn tìm kiếm và kết nối với các thiết bị trên mạng cục bộ thì cái này mọi người bắt buộc là phải cho phép thì robot của mình mới kết nối được với mạng Wi-Fi. Đây là một em robot bản quốc tế rồi nên mình hoàn toàn có thể để khu vực là Việt Nam và để tiếng Việt cho mọi người dễ thao tác. Rồi, thỏa thuận với người dùng thì mình có thể từ chối hoặc đồng ý và tiếp tục đều được. Đây, mọi người có thể cho phép Ecovac gửi thông báo cho mình để có thể theo dõi được tốt nhất trạng thái của robot nếu mà có cần thay nước này hoặc là robot có những trạng thái như là kẹt thì báo cho mọi người qua app nhé. Ở giao diện chính nó sẽ yêu cầu mọi người là đăng nhập bằng email. Thì nếu mà đối với những người lần đầu sử dụng robot chưa có account, mình có thể ấn vào đăng ký. Ấn vào đăng ký thì app sẽ yêu cầu mọi người là điền thông tin về mail này, sau đó là tạo mật khẩu thôi. Còn mình thì đã có app account trước rồi nên là mình sẽ ấn vào phần đăng nhập. Account của mình vào. Ok, đợi một chút thì nó sẽ hiện ra giao diện chính của app như thế này. Mọi người hoàn toàn có thể quét để kết nối hoặc là tìm kiếm thiết bị thủ công. Mình sẽ xem thử qua phần thiết bị thủ công thì sẽ có một số model được hãng cho phép kết nối như là X8 này, N30, N20. Đây rồi, T30 này. Ở đây thì app sẽ yêu cầu mình là bật các chức năng như là Bluetooth để có thể kết nối được. Mình sẽ ấn bật nhé và cho phép. Ok, bây giờ mình sẽ thử là quét để kết nối. Trên mỗi một con robot nó sẽ có mã QR riêng. Mọi người phải cho phép quyền truy cập máy ảnh này. Ok, đặt nắp mặt trên ra và quét mã. Ở ngay giao diện đầu tiên sau khi mọi người quét mã thì hãng cũng có những cái hướng dẫn cho mình luôn là giữ nút công tắc giữa của robot và đợi cho đến khi âm thanh khởi động kết thúc. Là đây là robot của mình đã được khởi động rồi, đèn sẽ sáng như thế này. Mình sẽ tích vào đã khởi động robot và ấn tiếp theo. Tiếp theo là bước 2 là nhấn nút đặt lại trong vòng 1 giây rồi thả ra, đảm bảo là đã nghe thấy thông báo kết nối. Ok, bây giờ Bluetooth hotspot has been released. Okay. Bước tiếp theo là đồng bộ Bluetooth với lại Wi-Fi thì chúng ta sẽ chọn mạng Wi-Fi.
Sau đó là tìm kiếm cái mạng đúng với mạng nhà mình này. Ở đây thì mình sẽ chọn là một Robotics Việt Nam. Sau đó thì ở dòng thứ hai mình sẽ nhập mật khẩu. Sau khi nhập mật khẩu thì mọi người sẽ tiếp tục là ấn tiếp theo và chờ cho robot được kết nối vào trong app. Network connection successful. Ok, đã kết nối thành công rồi. Thì bây giờ mọi người có thể đặt tên robot theo tên yêu thích của mình, hoặc không mình sẽ để là T30S Pro cho dễ nhận diện. Sẽ mất một chút thời gian để tải lên trạng thái của robot. Tạm thời là mình sẽ bỏ qua phần cập nhật này đi. Giao diện đầu tiên đã rất là quen thuộc, Eco của EcoBot. I will make your home more comfortable. If the volume is too low, you can say, okay, Eco, turn up the volume. Thì mình sẽ xem qua trước về phần giao diện. Thì đây là một giao diện mới của EcoBot, mới được cập nhật cách đây khoảng 1 tuần đến 10 ngày gì đấy thôi. Với bản cập nhật mới này thì con robot đã được hiện rõ hơn ở giữa màn hình và các trạng thái khác như là sạc pin này, quản lý camera, nút điều khiển robot hoạt động hoặc là về vị trí sạc lại thì vẫn được giữ nguyên giống như ở bản app EcoVac cũ. Còn để điều khiển robot chuyên sâu hơn thì chúng ta sẽ cùng truy cập vào phần vào thiết bị. Ở đây thì sẽ cho phép mọi người là điều chỉnh các chức năng của robot cũng như là chạm sạc. Đầu tiên thì mình sẽ xem qua về các chức năng của robot. Đây, trên MT30S này thì nó sẽ chia ra làm 4 chức năng làm sạch như là chỉ hút này, chỉ lau, cả hút trước và lau sau. Và thêm một cái nữa là hút lau đồng thời luôn. Mọi người có thể điều chỉnh thêm được nữa là về mực nước, ít nước, nước tiêu chuẩn, hoặc là có thể cho chọn nước nhiều, lực hút cũng như thế. Mình ở đây thì mình đang chọn là standard. Ok, xong chức năng của em robot rồi thì chúng ta sẽ xem qua chức năng của trạm sạc, chờ robot quay trở lại đất sạc một chút. Khi robot đã quay trở lại trạm sạc rồi thì mình có thể truy cập vào các tính năng của trạm. Các tính năng của trạm thì ở đây nó có thể hiện rõ trạng thái của hai thùng nước sạch và thùng nước bẩn. Ở đây app có báo là bình nước sạch của mình đang gặp trục trặc. Có thể là do bình nước này mình chưa châm nước vào nên là có thông báo này. Còn ở trên trạm Omni của T30S thì sẽ có chức năng chính là đổ rác này, làm sạch đệm lau sàn và làm khô khăn. Ở đây thì hãng cũng lưu ý cho chúng ta là cái chức năng giặt khăn lau và sấy khăn lau nó chỉ sử dụng được khi mà mình đã lắp cái khăn lau vào cho em robot. T30S thì có hệ thống giặt bằng nước nóng nên là cái này mọi người cũng có thể điều chỉnh là mình có chọn sử dụng nước nóng hay không, và các chế độ như là tiêu chuẩn hoặc là sẽ giặt sâu hơn đối với những cái nhà mà có quá nhiều bụi hay là có thú cưng. Okay, bản đồ của mình thì chưa hoàn thiện nên là sẽ chưa thể xem được các tính năng như là vẽ tường ảo hoặc là chọn vùng. Để mà điều khiển robot được chuyên sâu hơn thì chúng ta sẽ xem qua phần cài đặt nhé. Trong phần cài đặt này thì đây, đập ngay mắt mình đầu tiên luôn là một chức năng vô cùng quan trọng. Đối với những cái người mà có công việc bận rộn một chút là mọi người sẽ muốn đặt lịch dọn dẹp để khi mà sau khi đi làm về nhà mình sẽ được dọn sạch sẽ rồi. Đây mọi người có thể thêm lịch này, hàng ngày vào giờ nào, ví dụ như mình sẽ chọn là 17 giờ mỗi ngày đi. Sau khi là đến 19 giờ mình về, nhà đã sạch rồi.
Và đây mình sẽ muốn cho nó ngày nào cũng sẽ lau hút như thế, thì mình sẽ chọn repeat là từ chủ nhật đến thứ bảy luôn. Sau đó mọi người có thể lưu lại nhé. Ok, robot thông báo tiếng chuông như vậy là đã nhận được thông tin này rồi. Tiếp theo là đến phần bảo dưỡng. Thì trong phần bảo dưỡng này sẽ thông báo cho chúng ta trạng thái của các phụ kiện, như là còn bao nhiêu thời gian sử dụng này, tình trạng của phụ kiện có còn tốt hay không, để mọi người có thể theo dõi và thay thế nếu cần thiết. Khác so với T30 thì T30S nó đã có thêm một bộ phận nữa là camera AI, nên là mọi người có thể điều khiển và xem camera AI này như là một cái camera tuần tra. Đây, thì mình sẽ thử truy cập xem. Live video has started. Muốn truy cập micro cho phép này. Đây, hình ảnh thông qua camera AI của T30S thì khá là sắc nét rồi. Mọi người có thể sử dụng em nó như là một camera tuần tra trong nhà trong khi mà mình đi vắng. Có thể có các tính năng như là xem cam này, đến điểm theo lệnh, và mình có thể là gọi cuộc gọi thoại đàm thoại hai chiều qua T30 luôn. Ok, tiếp tục trải nghiệm thêm tính năng khác. Tự động nhấc khăn lau. Mình sẽ xem là tính năng này của T30S thì có gì đặc biệt nhé. Cũng như những cái em khác của nhà Ecovac thì T30S cũng có cái bộ nhận diện sàn thảm. Đây, khi mà lên thảm thì mọi người có thể điều chỉnh là tăng lực hút hoặc là không. Đồng thời là có thể chọn được là khi lên thảm thì em này có nhấc khăn lau lên hay không này, hoặc là bỏ qua khu vực thảm đấy luôn. Nếu ở những cái khu vực mà có thể lau trên thảm được thì mọi người có thể bật cái chế độ không nhấc khăn lau nhé. Một tính năng được cho là cài đặt thông minh thì mình cũng phải khám phá xem là nó thông minh như nào. Hình như là bộ phận này nó sẽ điều khiển cho cái bộ phận QS xòe rẻ lau của T30S. Trong đây thì mọi người có thể điều chỉnh được tần suất giật rẻ lau cho robot như là 10 phút, 15 phút, hoặc là có thể điều chỉnh là sau khi em ấy lau xong phòng nào thì sẽ về giật rẻ. Thời lượng sấy khô bằng khí nóng thì mình thấy ở đây là có 2 giờ, không biết là có điều chỉnh điều gì khác không. Có 2 giờ, 3 giờ và 4 giờ. Tính năng tự động làm rỗng thì robot sẽ thường xuyên đổ hộp rác trong quá trình dọn dẹp và thích hợp cho những cái gia đình có nuôi thú cưng hoặc là có nhiều bụi, có trải thảm. Lau dọn chuyên sâu thông minh này là chọn được những khu vực mà mình những khu vực lau lại nhiều lần nếu cái khu vực ấy phát hiện bụi bẩn nhiều hơn, và bật được QS bộ phận xòe rẻ lau của robot để làm sạch tốt được ở góc cạnh. Nếu như mọi người không cần tính năng này thì cũng có thể tắt đi được như này. Còn mình thì thấy tính năng trải nghiệm này khá là ok nên là mình sẽ bật lên và để là chế độ cực sạch, làm sạch tốt ở các mép hơn. Thêm một số tính năng cài đặt khác, như là ở đây thì nó cũng có một số tính năng mình cảm thấy là rất là ưu ái cho người dùng khi mà có chế độ không làm phiền. Nếu mà mọi người có lỡ đặt lịch vào cái không gian thời gian không làm phiền ấy, khi bật cái này lên thì robot sẽ tự động hiểu là không chạy trong cái khoảng thời gian không làm phiền đấy, có thể là từ 10 giờ tối hôm trước đến 8 giờ sáng hôm sau này. Có thêm khóa trẻ em. Đối với những nhà nào mà có các em bé hơi hiếu động một xíu thì có thể bật cái này lên để tránh trường hợp là robot chạy suốt ngày. Ok, có bật camera AI và đây một tính năng mình đã thấy xuất hiện từ đời của T30 rồi. Đến T30S thì hãng cũng vẫn đưa vào để cho người dùng có nhiều trải nghiệm hơn. Đấy chính là T30 kích cảm biến bằng chân ở bộ phận cản này. Khi mà mọi người chỉ cần chạm nhẹ vào phần cản thì robot sẽ tự động nhận diện và đi làm việc.
mình sẽ bật lên để thử trải nghiệm xem sao. Và cũng như những cái em model trước là T30S thì cũng sẽ có trợ lý ảo Echo này. Mọi người có thể ra lệnh cho robot bằng tiếng Anh từ xa với những cái câu lệnh đơn giản như là OK Echo, xong có thể thêm các câu lệnh đằng sau là Start Cleaning này, Pause Task để dừng lại. Đây là tất cả những gì mà mình có thể xem được đến thời điểm hiện tại rồi. Còn sau khi trải nghiệm thì mình sẽ review lại cho mọi người sau nếu như có những cái tính năng bổ sung trên app của EcoVac nhé. Vừa nãy mình đã có thử bật T30 kích rồi thì thử xem là có nhanh nhạy luôn không. Một cái thì chưa thấy phản xạ gì mọi người ạ. Không biết là cái cảm biến này. Clean water not enough or clean water tank not installed. Please check.